Thi Thiên 57. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con, xin thương xót con, vì linh hồn con nương náu nơi Chúa. Phải, con nương náu mình dưới cánh bóng của Ngài cho đến khi tai qua nạn khỏi. Con kêu cầu Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. Từ trời Ngài ban ơn cứu rỗi con, khiến kẻ áp bức con phải xấu hổ nhút nhơ. Đức Chúa Trời ban sự nhân từ và sự thành tín của Ngài cho con. Linh hồn con ở giữa các sư tử, nằm giữa bầy thú ăn thịt người, có răng như ngọn giáo, mũi tên, và lưỡi chúng sắc như gươm. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời, nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất. Chúng giăng lưới dưới chân con, linh hồn con nao núng. Chúng đầu hầm phía trước con, nhưng chúng lại xa xuống đó. Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc, lòng con vững chắc, con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca. Hỡi linh hồn ta hãy tỉnh thức, hỡi đàn hạt đàn lia hãy trỗi dậy. Ta cũng sẽ đánh thức rạng đông. Lạy Chúa, con sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, ca ngợi Chúa trong các nước. Vì lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời, đức thành tín Chúa cao đến tận mây. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời, nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất. Mác đoạn 7. Bây giờ có mấy người Pharisee và thầy thông giáo từ thành Jerusalem đến, tụ họp chung quanh Đức Chúa Giêsu. Họ thấy một vài môn đồ Ngài dùng bữa mà tay không sạch, nghĩa là chưa rửa tay. Theo truyền thống của người xưa, người Pharisee và người Giuđa đều không ăn nếu chưa rửa tay. Khi ở chợ về, nếu chưa rửa họ cũng không dùng bữa. Họ lại còn giữ những điều khác nữa như tẩy rửa chén tách, bình lọ và các đồ dùng bằng đồng. Vì thế, những người Pharisee và các thầy thông giáo hỏi Ngài: tại sao môn đồ thầy không sống theo truyền thống của người xưa, cứ để tay bẩn mà dùng bữa vậy? Ngài đáp: Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả các ngươi thật là đúng. Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. Ngài cũng nói với họ: các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình, vì Môi-se đã nói: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo: nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là co banh, nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời, vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. Như thế, các ngươi cố bám giữ truyền thống của mình mà chối bỏ lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác tương tự như vậy. Sau đó, Ngài lại gọi dân chúng đến và phán: tất cả hãy nghe ta và hiểu rằng, không có vật gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm ô uế người được, nhưng những gì ra từ bên trong con người mới làm ô uế người. Khi Ngài đã vào trong nhà và cách xa dân chúng rồi, các môn đồ hỏi Ngài về ẩn dụ ấy. Ngài phán: vậy các con cũng không hiểu sao? Các con không biết rằng chẳng có vật gì từ bên ngoài vào có thể làm ô uế con người được sao? Vì vật đó không đi vào lòng người nhưng vào bụng, rồi bị thải ra nơi kín đáo. Như vậy, Ngài ngụ ý rằng mọi thức ăn đều tinh sạch. Ngài lại phán: điều gì ra từ con người mới làm ô uế con người? Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế. Từ đó, Đức Chúa Giêsu lên đường đi đến địa phận thành Ti-rơ và thành Si-đôn. Ngài vào một nhà kia và không muốn ai biết mình ở đó, nhưng không thể giấu được. Một phụ nữ kia có con gái bị uế linh ám, vừa nghe nói về Ngài, lập tức đến phủ phục dưới chân Ngài. Bà là người Hy Lạp, gốc
Syrophenici, bà xin ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giêsu bảo bà, phải để cho con cái ăn no trước đã. Vì lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Nhưng bà thưa rằng, lạy Chúa, đúng là vậy. Nhưng mấy con chó dưới bàn cũng được ăn những miếng bánh vụn của con cái. Ngài phán, con về đi, bởi lời con vừa nói mà quỷ đã ra khỏi con gái con rồi. Về đến nhà, bà thấy con mình nằm trên giường và quỷ đã ra khỏi. Đức Chúa Giêsu lại rời địa phận thành Tyre, đi ngang qua thành Sidon, hướng đến biển Galilee và vào địa phận Decapola. Người ta đem đến cho ngài một người điếc và ngọng. Này xin ngài đặt tay trên người ấy. Ngài đem người ấy ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh ta và nhổ nước bọt thấm vào lưỡi anh ta. Rồi ngài ngước mắt lên trời, thở dài và phán: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai người ấy được mở ra, lưỡi được thông thả và anh ta nói rõ ràng. Đức Chúa Giêsu bảo họ đừng thuật chuyện này với ai, nhưng ngài càng cấm, người ta càng nói. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên và nói: Ngài làm mọi việc thật tốt đẹp, ngài khiến kẻ điếc nghe được, người câm nói được. Hai Các Vua, đoạn 17. Năm thứ 12 đời trị vì của Acha, vua Juda, thì Ose, con Ela, lên làm vua Israel và cai trị 9 năm tại Samari. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không bằng các vua Israel trước đó. Vua Assyri là Sanmanasa lên đánh Ose, khiến vua phải thuần phục và chịu cống cho Sanmanasa. Nhưng khi khám phá ra rằng Ose đang âm mưu làm phản vì đã sai sứ giả đến Sô, vua Ai Cập, và không chịu cống hàng năm như trước, thì vua Assyri bắt Ose xiềng lại và bỏ tù. Rồi vua Assyri tiến đánh cả xứ và bao vây Samari trong 3 năm. Vào năm thứ 9 đời trị vì của Ose, vua Assyri chiếm được thành Samari và đầy dân Israel sang Assyri. Vua cho họ định cư tại Chala, bên bờ sông Chabo thuộc vùng Gosan và trong các thành của nước Medi. Việc này xảy ra vì dân Israel đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã đem họ ra khỏi Ai Cập và khỏi tay của Pharaoh, vua Ai Cập. Họ đã thờ lại các thần khác, sống theo thói tục của các dân tộc mà Đức Jehovah đã đuổi khỏi dân Israel và theo thói tục mà các vua Israel đã bày ra. Dân Israel đã lén lút làm những việc bất chính chống lại Jehovah Đức Chúa Trời của họ. Họ đã xây dựng những nơi cao trong khắp các thành, từ tháp canh cho đến các thành trì kiên cố. Họ đã dựng lên cho mình những trụ thờ bằng đá và tượng nữ thần Asera trên tất cả những nơi cao và dưới mọi cây xanh. Trên các nơi cao ấy, họ đốt hương như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi họ, làm những việc gian ác để chọc giận Đức Giê-hô-va. Họ thờ phượng những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã phán với họ, các ngươi không được thờ lại chúng. Tuy thế, Đức Giê-hô-va đã dùng các nhà tiên tri, các nhà tiên kiến cảnh báo Israel và Giu-đa rằng, hãy quay khỏi đường lối gian ác của các ngươi, hãy tuân giữ điều răn và luật lệ của ta, đúng theo toàn bộ luật pháp mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi và mọi điều ta đã dùng đầy tớ ta là các nhà tiên tri phán bảo các ngươi. Nhưng họ không chịu nghe và cứng cổ như các tổ phụ của họ, là những người không tin vào Jehovah Đức Chúa Trời của mình. Họ đã xem thường các luật lệ của Ngài cũng như giao ước mà Ngài đã lập với tổ phụ họ, và họ cũng xem thường những lời cảnh báo mà Ngài đã phán với họ. Họ đi theo các thần hư không và chính họ cũng trở thành hư không. Họ bắt chước các dân tộc chung quanh, là những dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã truyền họ không được làm theo chúng. Họ loại bỏ tất cả điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đúc cho mình hai tượng bò con, làm tượng nữ thần Asera, thờ lại tất cả các thiên thể và thờ phượng Ba-anh. Họ đưa con trai con gái mình qua lửa để tế thần.
Họ dùng tà thuật, tin bói khoa và tự bán mình để làm điều dữ dưới mắt Đức Giê-hô-va mà chọc giận Ngài. Vì thế, Đức Giê-hô-va rất giận dân Israel và loại bỏ họ khỏi mặt Ngài, chỉ còn lại bộ tộc Giu-đa mà thôi. Ngay cả Giu-đa cũng không tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Họ đi theo các thói tục mà Israel đã bày ra. Thế nên, Đức Giê-hô-va loại bỏ toàn thể dòng dõi Israel. Ngài làm cho họ bị sỉ nhục và phó họ vào tay kẻ cướp, cho đến khi Ngài ném họ xa khỏi Ngài. Khi Ngài xé Israel ra khỏi nhà David, thì họ lập Jeroboam, con trai Nebat, làm vua. Jeroboam dụ dỗ Israel rời bỏ Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm trọng tội. Dân Israel cứ tiếp tục phạm tất cả tội lỗi mà Jeroboam đã phạm. Họ chẳng từ bỏ một tội nào, cho đến khi Đức Giê-hô-va đuổi họ khỏi Ngài, đúng như Ngài đã phán bởi tất cả các nhà tiên tri là đầy tớ Ngài. Như vậy, Israel bị lưu đày biệt xứ sang Assyria cho đến ngày nay. Vua Assyria đem người từ Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Sepharvaim đến định cư trong các thành của Samari. Thế vào chỗ dân Israel, chúng chiếm xứ Samari và ở trong các thành của nó. Khi mới bắt đầu định cư tại đó, chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sứ tử đến vồ chết nhiều người trong bọn chúng. Người ta tâu với vua Assyria rằng các dân mà bệ hạ đã đày sang định cư trong các thành của Samari không biết cách tôn thờ thần bản xứ. Vì vậy, thần đó đã sai sư tử đánh vồ chết họ vì họ không biết cách tôn thờ thần bản xứ. Vua Assyria liền truyền lệnh: trong số những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt từ đó đem qua đây, hãy đưa một người trở về xứ đó để dạy họ cách thờ thần bản xứ. Vậy, một trong những thầy tế lễ mà chúng đã lưu đày từ Samari được đưa trở về Bethel để dạy chúng cách phải kính sợ Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong đền miếu trên các nơi cao mà dân Samari đã dựng nên. Dân tộc nào cũng tạo thần riêng cho mình trong các thành của chúng. Người Babylon tạo tượng thần Sukkot-Benot, người Cốt tạo tượng thần Netgan, người Hamat tạo tượng thần Asima, người Avim tạo tượng thần Nipka và Tạc Tắc. Còn người Sepharvaim thì thiêu các con trai của chúng để tế thần Atramelech và Anamelech, là các thần của dân Sepharvaim. Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng lại chọn người của chúng lập làm thầy tế lễ tại các nơi cao. Các thầy tế lễ ấy vì chúng mà dâng tế lễ trong các đền miếu ở những nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va nhưng cũng phục vụ các thần riêng của mình theo thói tục vốn có của dân tộc chúng trước khi bị lưu đày. Cho đến ngày nay, chúng vẫn còn làm theo thói tục trước kia của mình. Chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, cũng chẳng làm theo những phép tắc, quy định, luật pháp hay mệnh lệnh Đức Giê-hô-va đã truyền cho con cháu Gia-cốp mà Ngài đặt tên là Israel. Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với Israel và truyền dạy rằng: các con đừng sợ các thần khác, cũng không được thờ lại, phục vụ và dâng sinh tế cho chúng. Nhưng Đức Giê-hô-va đấng đã dùng quyền năng lớn lao và cánh tay giơ thẳng ra đem các con ra khỏi Ai Cập, chính Ngài là đấng mà các con phải kính sợ, thờ lại và dâng sinh tế. Các phép tắc, quy định, luật pháp và mệnh lệnh mà Ngài đã viết cho các con thì các con phải tuân giữ luôn luôn. Các con đừng sợ các thần khác, các con không được quên giao ước mà ta đã lập với các con, và đừng sợ các thần khác. Nhưng các con phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các con, chính Ngài sẽ giải cứu các con khỏi tay mọi kẻ thù của các con. Tuy nhiên, các dân tộc ấy không nghe theo, vẫn cứ làm theo thói tục trước kia của mình. Như vậy, các dân tộc ấy vừa kính sợ Đức Giê-hô-va, vừa thờ lại những tượng chạm mà chúng làm ra. Tổ phụ của chúng làm thế nào thì con cái, cháu chắt cũng làm như thế cho đến ngày nay.